Bạn nghĩ sao nếu tôi nói Manchester United mà không đem được Mason Greenwood về thì có lâu hàng công mới tìm được hy vọng sáng hơn? Hãy nhìn những gì mà Mason Greenwood lại vừa làm cho trận đấu với Almeria, cũng trong cùng ngày Man United thi đấu, và bạn sẽ thấy Manchester United vừa trải qua một trận hòa không mấy thuyết phục trước đội bóng đang nằm trong khu vực nguy hiểm của bảng xếp hạng Burnley ngay tại sân nhà Old Trafford. Trận đấu này đã phơi bày những điểm yếu rõ ràng trong khả năng xử lý các tình huống quan trọng của Quỷ Đỏ. Các cầu thủ như Garnacho, Antony, Højlund cùng với Eriksen và Bruno Fernandes đã nhiều lần đưa ra những quyết định thiếu chính xác và không phù hợp, làm ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc của trận đấu. Sự thất vọng của người hâm mộ Manchester United càng được nhân lên khi họ nhìn sang phong độ của Mason Greenwood, cầu thủ hiện đang được cho mượn tại Getafe. Tiền đạo người Anh này đã có một màn trình diễn xuất sắc, ghi được hai bàn thắng và thực hiện một pha kiến tạo trong chiến thắng 3-1 của Getafe trước Almeria trên sân khách. Điều đặc biệt ở Greenwood là khả năng đưa ra các quyết định nhanh chóng và hiệu quả trong từng tình huống, từ đó thể hiện một cách chơi bóng đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả. Trong khi đó, đội hình của Man United lại thiếu đi sự sắc bén và quyết đoán tương tự, khiến họ bỏ lỡ cơ hội giành chiến thắng trước một đội bóng bị đánh giá thấp hơn nhiều. Ở phút 27, ngôi sao người Anh đã ghi bàn mở tỷ số cho Getafe bằng một cú dứt điểm lạnh lùng. Tiếp nối sau đó là pha đột phá vào chân bóng của Lais Moriba. Ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu và tỷ số đang là 1-1, Greenwood lại một lần nữa tỏa sáng với một pha làm bàn, giúp Getafe vươn lên dẫn trước. Sau một pha sút bị cản phá của đồng đội, cựu tiền đạo của MU xuất hiện đúng thời điểm để đá bồi, đánh bại thủ môn đối phương. Bàn thắng này không chỉ thể hiện sự điềm tĩnh mà còn cho thấy khả năng xử lý bóng điêu luyện bằng cả hai chân của cầu thủ sinh năm 2001. Không chỉ dừng lại ở đó, Greenwood còn có một đường kiến tạo cho Jaime Mata ghi bàn, ấn định chiến thắng 3-1 cho Getafe ở phút 61. Chỉ tính riêng cho khuôn khổ giải vô địch quốc gia, Greenwood đã đóng góp vào 14 bàn thắng cho Getafe khi ghi 8 bàn và kiến tạo 6 lần sau 25 trận đá chính. Cộng đồng mạng dành cho Greenwood những lời khen ngợi không ngớt và biểu lộ sự mong muốn mạnh mẽ để thấy anh trở lại khoác áo đội bóng Anh. Một số bình luận trên mạng xã hội nêu rõ sự khát khao này. Đó mới là một tiền đạo thực thụ. Thật tiếc khi cậu ấy đang phải chơi bóng ở La Liga. Tôi không hiểu tại sao MU không gọi anh ấy trở lại. Hãy tưởng tượng xem nếu Greenwood thi đấu cho chúng ta ở mùa sau, việc ghi bàn sẽ không còn là một vấn đề. Tại sao tôi lại phải xem Garnacho và Antony thi đấu hàng tuần, trong khi Greenwood có thể làm tốt hơn nhiều? Thật vô lý. Những phản hồi này phản ánh một niềm thất vọng sâu sắc và một niềm hy vọng rằng Greenwood sẽ sớm trở lại và giải quyết những vấn đề ghi bàn mà Man United hiện đang phải đối mặt. Sự hiệu quả và khả năng xử lý tình huống lý tưởng của anh tại Getafe chỉ làm sâu sắc thêm cảm giác mất mát mà người hâm mộ cảm nhận khi không thể chứng kiến anh thi đấu trong màu áo quen thuộc hàng tuần. Tờ Marca của Tây Ban Nha đã không tiếc lời khen ngợi khi mô tả Greenwood là ngôi sao ngoại hạng trong trận đấu, đồng thời trao cho anh 3 sao, tức là biểu tượng cho cầu thủ xuất sắc nhất trận. Tiếp theo, tờ AS cũng nhận xét anh là thiên tài nhỏ tuổi đầy tài năng, đang cố gắng hướng sự nghiệp bóng đá hứa hẹn của mình tại Getafe. Họ cũng đồng ý trao cho Greenwood danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận. Không dừng lại ở đó, tờ Granada đưa tin rằng màn trình diễn của Greenwood đã đẩy đội bóng Almeria xuống hạng nhì. Còn El Periódico gọi màn trình diễn của anh là tuyệt vời, nhấn mạnh vai trò quan trọng của anh trong chiến thắng của đội. Những phản hồi tích cực từ giới truyền thông Tây Ban Nha không chỉ là tin tốt cho Greenwood mà còn cho Manchester United và Ineos, bởi lẽ càng thể hiện tốt, khả năng Greenwood được bán với một mức giá cao trong mùa hè hoặc tìm được một bến đỗ mới sẽ càng cao. Trước cuộc đụng độ quan trọng, huấn luyện viên Jose Bordalas của Getafe đã có dịp trao đổi với các phóng viên về tình hình của Mason Greenwood, người đang gây ấn tượng mạnh mẽ trong màu áo đội bóng. Khi được hỏi về khả năng tiếp tục mượn Greenwood từ Manchester United, Bordalas đã chia sẻ: "Chúng tôi chưa thảo luận về vấn đề này. Khi mùa giải kết thúc, chúng tôi sẽ ngồi lại để đàm phán xem có thể mượn Greenwood thêm một năm nữa hay không. Tất cả sẽ phụ thuộc vào câu lạc bộ chủ quản của cậu ấy và những quyết định mà cậu ấy đưa ra." Bordalas cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Greenwood đối với đội bóng và bày tỏ sự lạc quan về khả năng hợp tác lâu dài. "Mason đã thể hiện rất tốt và chúng tôi rất muốn giữ cậu ấy lâu hơn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng hiểu rằng quyết định cuối cùng nằm ở Manchester United và chính Mason. Chúng tôi mong muốn sẽ có một kết quả tốt cho cả hai bên." Huấn luyện viên Bordalas cũng cho biết thêm rằng việc tiếp tục có được sự phục vụ của Greenwood sẽ là một lợi thế lớn cho Getafe trong việc cạnh tranh tại các giải đấu trong nước và châu Âu. "Mason không chỉ mang lại chất lượng cho từng pha bóng mà còn cải thiện tinh thần chiến đấu của toàn đội. Cậu ấy là một phần quan trọng trong kế hoạch phát triển lâu dài của chúng tôi." Những bình luận của Bordalas không chỉ phản ánh sự ngưỡng mộ và trọng dụng Greenwood mà còn cho thấy sự mong muốn mạnh mẽ của Getafe trong việc giữ chân tiền đạo trẻ này. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn bỏ ngỏ cho đến khi mùa giải hiện tại khép lại và các cuộc đàm phán chính thức được tiến hành. Quay lại với Manchester United, trong ngày thi đấu với Burnley, câu lạc bộ này đã rất lâu rồi mới tung ra được 27 cú sút về phía khung thành của một đối thủ. Nhưng mà tất cả chỉ đổi lại được một bàn thắng từ tình huống nỗ lực bứt tốc của Antony. Còn lại hàng công của MU hoàn toàn thất bại. Garnacho vẫn như thường lệ bỏ lỡ quá nhiều. Højlund tiếp tục đòi bóng và khi bị thay ra thậm chí còn khó chịu. Cầu thủ người Đan Mạch có màn trình diễn kém nổi bật với chỉ 14 lần chạm bóng và 5 lần mất bóng, không thực hiện được pha dứt điểm nào trong 65 phút có mặt trên sân. Trong một ngày mà các chân sút của Man United thi đấu dưới sức, họ đã không thể chuyển hóa được sự áp đảo thành bàn thắng, dù đã tạo ra nhiều cơ hội, đặc biệt là trong 20 phút đầu mỗi hiệp với tổng cộng 13 cú sút về phía khung thành của đối phương. Tưởng tượng xem, nếu có một cầu thủ dứt điểm tốt hơn tận dụng những cơ hội đó và ghi bàn, thì những trận đấu của Quỷ Đỏ sẽ không khó khăn đến vậy. Hiện tại vẫn có khả năng cao Manchester United sẽ bán Mason Greenwood. Tiền đạo 22 tuổi này đang trong hợp đồng có hiệu lực đến mùa hè năm 2025 và MU có quyền lựa chọn gia hạn thêm 1 năm. Nếu đội chủ sân Old Trafford quyết định không kích hoạt điều khoản gia hạn này, Greenwood có thể rời câu lạc bộ theo dạng chuyển nhượng tự do vào cuối mùa giải tiếp theo.
Tuy nhiên, việc để Greenwood bước vào năm cuối cùng của hợp đồng sẽ làm giảm giá trị của anh trên thị trường chuyển nhượng. Các câu lạc bộ khác sẽ biết rằng họ có thể ký hợp đồng với anh mà không mất phí chuyển nhượng sau 12 tháng. Ngoài ra, Greenwood cũng có thể đàm phán sớm với các câu lạc bộ ngoài Anh từ tháng 1 năm 2025. Theo kế hoạch của Richard Arnold vào mùa hè năm 2023, Manchester United vẫn muốn kiếm lợi từ việc bán tiền đạo người Anh này. Một giải pháp thay thế là kích hoạt tùy chọn gia hợp đồng thêm 1 năm để bảo vệ giá trị chuyển nhượng và ngăn chặn việc mất Greenwood một cách vô lý. Mặt khác, Getafe mong muốn giữ chân Greenwood lâu dài hoặc tiếp tục mượn cầu thủ này trong mùa giải tiếp theo. Tuy nhiên, họ đã phải từ bỏ kế hoạch này sau khi biết rằng hợp đồng của Greenwood với Manchester United kéo dài đến năm 2026. Quyết định cuối cùng vẫn chưa được đưa ra khi Manchester United có đến tháng 5 năm 2025 để quyết định có kích hoạt điều khoản gia hạn hay không. Quyết định này sẽ ảnh hưởng lớn đến phí chuyển nhượng của Greenwood và cách tiếp cận của Manchester United đối với tương lai của cầu thủ này. Gia hạn hợp đồng có thể tối đa hóa giá trị chuyển nhượng của anh, nhưng cũng có thể gây ra nhiều tranh cãi cho cộng đồng người hâm mộ. Tuy nhiên, quỷ đỏ cần đưa ra quyết định quyết đoán trước khi Greenwood quyết định liệu anh có muốn tiếp tục sự nghiệp tại Old Trafford hay không. Nên là nếu như Sir Jim đã tận mắt chứng kiến khả năng chuyển hóa bàn thắng của các chân sút tại Manchester United hiện tại, thì ông chắc cũng nên biết rằng Mason Greenwood đang như thế nào ở đất Tây Ban Nha nhỉ? Tất nhiên có tiền thì cũng kiếm được người thôi, nhưng nếu đem Greenwood về sử dụng thì là miễn phí đấy, được quyền sử dụng miễn phí và chỉ phải trả lương thôi, hay là đi mua và trả giá 50, 70, 100 củ cho một cầu thủ khác mà chẳng biết anh ta có thể đem lại gì. Vì nếu giá cao mà đóng góp hạn chế như Antony thì là thêm một sự thất bại nữa. Ở Tây Ban Nha, Greenwood đang ngày càng giành được nhiều tình cảm. Bóng đá là thứ có thể xóa đi những cảm giác tiêu cực khác. Tất nhiên, nếu đến giờ nạn nhân của Greenwood còn là một cô nàng vẫn tiếp tục kiện bạn trai cũ thì tôi cũng không đồng ý đâu. Nhưng họ đang là gia đình của nhau, có con với nhau và đang nhờ đồng lương bóng đá để nuôi sống nhau. Những điều ấy nếu không hợp lý thì còn gì hợp lý hơn để mà Manchester United ký lại với cầu thủ của họ. Nếu Greenwood về ngoại hạng Anh mà chơi tệ thì bán anh ta chưa muộn, nhưng hãy nhớ nhé, đây là một bản hợp đồng miễn phí. Nếu Greenwood thực sự giải cứu được cho hàng công của Manchester United, đó sẽ là một sự trả ơn câu lạc bộ rất tuyệt vời. Còn không, câu lạc bộ cũng sẽ giải thoát cho anh được. Đội nữ kêu gào sao, nhưng Manchester United đang chìm rồi, có muốn cứu nồi cơm chung hay là gì mọi thứ xuống đáy sâu nữa đây? Greenwood chưa chắc về anh đã đá hay như ở Tây Ban Nha, nhưng Manchester United hãy vì chính mình mà thử đi. Chứ mùa này mà họ thua luôn FA Cup thì khác nào một mùa vứt đi nữa rồi. Tất nhiên, có rất nhiều nguồn tin khẳng định Mason Greenwood đang tận hưởng mọi thứ ở Tây Ban Nha, nên chưa chắc anh đã muốn về lại Manchester. Vấn đề ở đây, Quỷ Đỏ là đội bóng có quyền lực để ép buộc, nhưng nếu họ không có các hành động để cho thấy có thể bảo vệ cho Greenwood thì cũng khó mà tránh được chuyện anh sẽ chống đối câu lạc bộ nếu bị ép buộc như vậy.